Và thực sự là đối với cả thị trường Việt Nam cũng như thị trường Mỹ ở thời điểm hiện tại ấy, thì cái bối cảnh tiêu cực ấy, nó đã rất là rõ ràng rồi. Bối cảnh tiêu cực rất là rõ ràng rồi. Và thị trường mà muốn có một cái đáy ngắn hạn thì sẽ phải có một cái phiên nó sẽ phải hồi phục rất là mạnh, cộng với lại những cái hỗ trợ về mặt thông tin, nó phải hỗ trợ cho cái việc tăng đấy. Và đấy là cũng là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý, là thường là đáy rất khó đoán, và khi nào mà có những cái tín hiệu hoặc có những cái bối cảnh nó hỗ trợ cho việc đáy đấy và diễn biến trên thị trường nó cũng thể hiện cái việc đáy đấy, thì có thể là chúng ta sẽ nhận biết đáy nó cụ thể hơn. Thì cái buổi hôm nay là chúng tôi muốn gợi mở ra một số những cái nhóm ngành mà có thể là những cái mục tiêu tiềm năng trong tương lai. Mặc dù hiện tại thì có thể là cổ phiếu của các cái doanh nghiệp ngành đó vẫn đang chịu áp lực của thị trường chung, nhưng mà có thể là cái mức giảm cũng như là cái mức độ mà tạo nền giá nó có tín hiệu tốt hơn.